Hello, em Tình xin được trân chào tất cả quý vị anh chị và các bạn trên toàn quốc. Hôm nay thì em Tình lại tiếp tục quay trở lại làm những video báo giá cũng như là giới thiệu quý anh chị những chiếc xe hiện tại đang được có mặt và chào bán tại Isuzu Việt Nam. Chiếc xe hôm nay em Tình mang đến để giới thiệu quý anh chị đó là chiếc xe đến từ nhà sản xuất Mercedes-Benz. Đây là chiếc S450 phiên bản Luxury, trang bị ngoại thất màu đen, nội thất đen. Và với chiếc này thì được sản xuất 2018, xe đăng ký biển số Hà Nội. Và chiếc này thì đã chạy được là 34.000 km, xe còn rất đẹp và rất mới. Và với chiếc này thì được trang bị những tính năng và những option rất là cao cấp. Đầu tiên thì anh chị có thể thấy bộ đèn trước của chiếc xe này được trang bị hệ thống đèn multi beam với 3 dải đèn nét định vị ban ngày. Và với đèn multi beam này anh chị cũng có thể thấy được là cái cường độ chiếu sáng và chiếu xa của cái bộ đèn multi beam này thì nó cực kỳ là tốt rồi. Đó. Và đây là phiên bản Luxury thì được nhà sản xuất trang bị cho chúng ta hệ thống na răng là 19 inch hợp kim. Đó. Với so với phiên bản thường thì hệ thống na răng chỉ là 18 inch thôi và là 5 chấu kép anh chị nhé. Xe thì cũng được trang bị hệ thống camera 360 cũng như là màn hình và camera lùi đầy đủ hết. Xe thì được trang bị ngoại thất màu đen, một nước sơn của Mercedes thì cực kỳ là đẹp và rất là bóng rồi. Đó. Xe về bên mình thì cũng đã spa rất là đẹp. Đây là khoang phía sau của chiếc xe với dải đèn led hậu được thiết kế dạng pha lê cực kỳ đẹp mắt. Anh chị có thể xem qua luôn nhé. Xe thì được đăng ký biển số Hà Nội 30G24010. Và chiếc xe thì lăn bánh được là 34.000 km rất là mới. Đó, thiết kế dải đèn led hậu pha lê cực kỳ đẹp luôn. Xe thì cũng được trang bị hệ thống đá cốp thông minh anh chị nhé. Và mở cốp từ xa luôn. Xe được trang bị phía sau này thì cũng được trang bị hệ thống ống xả bô đôi. Bước vào khoang nội thất thì anh chị có thể thấy những cái thiết kế rất là đẹp và rất là tinh tế và cực kỳ là sang trọng, lịch lãm ở trên chiếc Mercedes này. Thì đây là hệ thống vô lăng mới với những phím bấm và cảm ứng cực kỳ là cao cấp. Đó. Và đây là phiên bản Luxury thì anh chị có thể thấy nội thất được ốp gỗ sơn bóng đen. Pioler lacquer. Đó. Toàn bộ táp ni cũng như là yên ngựa, táp lô thì đều được bốp bóng sơn ốp gỗ bóng ngựa đen anh chị nhé. Đó. Và đây là cũng là phiên bản Luxury thì quan trọng nhất là hàng ghế phía sau thì được trang bị rất là cao cấp. Được chỉnh điện ngả lưng với góc là 43,5 độ. Và phiên bản này thì cũng được trang bị hàng ghế sau có phần bệ tích hợp tựa nâng đùi anh chị nhé. Và có 6 chế độ massage ghế. Và kèm theo thì có 2 chế độ là massage ghế đá lóng anh chị nhé. Toàn bộ hệ thống kính cửa sổ của chiếc xe S450 này đều điều chỉnh auto hết, nên xuống auto hết. Đó. Đặc biệt hơn nữa thì xe được trang bị hệ thống full ghế điện. Hàng ghế trước có 3 vị trí nhớ ghế anh chị nhé. Hàng ghế sau thì quá là đẹp luôn rồi. Cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp xe. Khác với phiên bản S450 là thường thì S450 Luxury được trang bị cho chúng ta hệ thống âm thanh dàn loa vòm Boommeter gấp đôi so với hệ thống âm thanh của phiên bản thường S450L chỉ với 13 loa thôi. Còn trên phiên bản Luxury này thì được trang bị 26 loa anh chị nhé. Nghe cực kỳ là phê luôn. Đó. Anh chị có thể thấy nội thất bên trong xe còn rất đẹp và rất mới đúng không ạ? Đó, toàn bộ nội thất được ốp gỗ bóng sơn bóng đen. Pioler lacquer. Đó. Xe này thì được trang bị nội thất màu đen luôn. Rất là đẹp anh chị ạ. Hệ thống cửa sổ trời panoramic nhé anh chị nhé. Panoramic cực kỳ đẹp luôn và rất là rộng. Siêu rộng luôn, panoramic. Rất là đẹp. Anh chị có thể thấy từng chi tiết rất là nhỏ thôi. Nhưng nhà sản xuất Mercedes-Benz đã trang bị rất là tinh tế và kỹ xảo. Đó. Rất là mới ạ. Hơn nữa thì
Xe cũng được trang bị rèm che nắng ở hai cửa phía sau. Kèm theo thì có rèm che nắng ở phần kính chắn gió phía sau luôn anh chị nhé. Và tất cả là điều chỉnh bằng điện hết. Nói chung là trên chiếc Mercedes S này thì gần như không có gì chúng ta phải hoạt động bằng cơ cả. Tất cả đều là automatic hết. Cửa sổ trời là siêu rộng panoramic rồi. Đó. Em mời anh chị cùng em đi quanh một lượt chiếc xe này để mình cùng xem về phần ngoại thất tổng thể chi tiết của cái chiếc xe này, xem là chiếc xe còn đẹp như thế nào anh chị nhé. Rất là mới ạ. Và nếu như quý anh chị nào có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này, cần biết thêm thông tin chi tiết và cần xem những hình ảnh chi tiết ngoại thất cũng như là nội thất của cái chiếc xe này thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline của em Tình, em để trên phần mô tả là 0911 666 325 và 0913 567 328. Anh chị có thể kết bạn Zalo trực tiếp với em Tình, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị xem và tham khảo về cái mẫu xe Mercedes S450 phiên bản Luxury sản xuất 2018 này của em. Đó. Xe thì rất là mới. Và chiếc xe này thì được trang bị cho chúng ta hệ thống điều hòa là hai vùng độc lập ở hàng ghế trước, kèm theo đó là hai vùng độc lập ở hàng ghế phía sau luôn anh chị nhé. Tức là chiếc xe này gồm 4 hệ thống dàn điều hòa độc lập. Rất là cao cấp phải không ạ? Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Quá là mới luôn ạ. Rất là phù hợp với những quý anh chị nào mà làm doanh nhân, những vị thương gia thì sử dụng những cái dòng xe này nó cực kỳ là hợp lý luôn, rất là sang trọng, rất là lịch lãm. Đó. Thực sự đẹp. Và trên chiếc Mercedes S450 Luxury và S450N thường này thì nhà sản xuất đều trang bị cho chúng ta hệ thống động cơ là V6 3.0L. Và cái hệ thống này sản sinh ra cho chúng ta là con số 367 mã lực. Kèm theo thì chiếc xe có thể đạt tốc độ từ 0 cho đến 100 km chỉ trong vòng 5,4 giây thôi anh chị nhé. Chỉ trong vòng 5,4 giây thôi. Và đặc biệt thì xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp Gtronic. Cái này thì em phải khẳng định nó là trái tim và cũng là huyền thoại của hãng Mercedes-Benz rồi. Đó. Kèm theo thì mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng Mercedes này nó cũng rất là một con số mà nhà sản xuất đưa ra khiến cho người tiêu dùng gần như là không thể tin được, đó là chỉ với 8,2 lít trên 100 km thôi. Một con số nhiều người thực sự rất là ngỡ ngàng khi mà nghe nói đến. Đó. Rất đẹp phải không ạ? Từng chi tiết một nhà sản xuất đều rất là kỹ lưỡng và đều rất là chăm chút cho cái dòng Mercedes S450 phiên bản Luxury này. Đó. Và hiện tại thì với cái chiếc này thì hiện tại cửa hàng em đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 680 triệu đồng. Và giá bên em thì vẫn còn thương lượng và vẫn còn bớt cho quý anh chị. Nếu như quý anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em để có giá tốt nhất nhé. Bên em thì vẫn hỗ trợ trả góp cho quý anh chị giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Và bên em vẫn hỗ trợ cho anh chị là giao xe toàn quốc. Kèm theo thì nếu như có quý anh chị có nhu cầu đăng ký sang tên đổi chủ cũng như là rút hồ sơ gốc thì bên em vẫn hỗ trợ cho quý anh chị luôn. Và em khẳng định hoàn toàn với quý anh chị luôn là nếu như anh chị ở xa có nhu cầu muốn chốt chiếc xe này thì anh chị hoàn toàn có thể chốt cọc online giúp em được. Bởi vì xe bên em về thì đã qua kiểm tra rất là kỹ lưỡng về chất lượng cũng như là pháp lý rồi. Cái này thì bên em luôn đảm bảo và cam kết bằng văn bản rõ ràng cho quý anh chị là xe không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ sang tên đầy đủ pháp và xe không tranh chấp không phạt nguội. Đó. Quý anh chị xem clip và cần biết thêm thông tin chi tiết về hình ảnh của chiếc xe này cũng như là giá bán tốt nhất thì anh chị có thể vui lòng kết bạn Zalo, em gửi anh chị hình ảnh chi tiết và thông tin đầy đủ về chiếc xe này. Giá hiện tại bên em đang chào bán cho chiếc xe này đó là 3 tỷ 680 triệu đồng. Đó. Và vẫn còn thương lượng quý anh chị nhé. Xe thì được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất đen, một màu đen huyền bí. Đó. Nước sơn rất là bóng anh chị nhé. Nó rất khác so với màu đen của những dòng xe bình thường. Cực kỳ đẹp luôn.
Xe bên em thì quý anh chị mua thì bên em vẫn đảm bảo và bảo hành cho quý anh chị về máy móc động cơ hộp số trong vòng 1 năm hoặc là 10.000 km. Nên là anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của bên em rồi, cũng như uy tín thì bên em luôn đặt lên hàng đầu. Và cuối clip thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Với chiếc xe này hiện tại em đang chào bán là 3 tỷ 680 triệu đồng có thương lượng cho quý anh chị. Rất mong được nhận sự ủng hộ cũng như là đồng hành của tất cả quý anh chị trên toàn quốc. Em tình yêu Sky Việt Nam luôn đặt uy tín lên hàng đầu và rất mong được phục vụ tất cả quý anh chị trên toàn quốc với chiếc Mercedes 450 Luxury này. Đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành sẽ là cạnh tranh nhất cho quý anh chị nhé. Đến đây thì em cũng xin được tạm dừng clip và cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.